chạy cho anh ba của Minh Hải. Đây nè, tôi nói không? Từ đây tới đây. Nếu mày xuống cái chỗ người kia phải không? Cái phản chống ở đây nè, chúng tôi. Ừ, phản chống ở đây nè. Nếu mà nếu ở trên kia là anh cho xuống, nếu chuồng cho người đó là cho đi luôn đó. Tại gió nó bắt khẩu ảnh. Ừ. Cái gì vậy? Cái điện rồi Dương rồi. Trời. Kêu đông kiếm gì sao? Đúng rồi. Cái chết này không có sâu đâu, không có xa đâu, trong bờ có mà càng cái mồi lên trên chưa có ba mỏ trơn, lấy mồi được chưa là sao, có ai đâu mà chưa có người nào trơn. Sương mạnh mạnh sương không á, từ sáng giờ tôi giấy đừng có người ở nhà đi cho gì, giấy cho tiết xuống nó trâu đi cũng được. Nó không có sâu. Nếu mà giỏ cho đẳng dụ có bệnh thiệt không có người ở trên xuồng đó. Kẹp còn trực tiếp trên xuồng không? Bất vợ trên xuồng cũng đỡ, còn này là bệnh cây nằm trên đó đúng không? Cây nằm ở trên nằm dưới nước, còn tại nãy dưới nước lên kẹp còn ở trong bình luôn. Cái sợ cái vợ nằm dưới nước á. Chứ nếu mà vỡ kẹp mà cần vỡ gọn như thường á, là cái đó không nó trâu. Bỏ này cái vỡ bỏ dưới nước. Thôi vậy thì nói đó là cái cố là chậm chậm nó thôi. Cái này là bạn biết trong đó là và trận vòng vòng ở đây luôn nè, nó chưa không có đâu xa đâu khác. Ý mà thật ô. Ở đó tí này nè. Ừ, vòng hết trơn á. Cái số nằm ngoài còn vớt rồi đó ha. Vỏ lăn mé là luôn, đủ có chừng mấy đó không chừng nữa. Sức mạnh mà đi ăn quá dữ không? Đó là cái hình đó. Ngay chỗ đó luôn hả? Ừ. Đâu ai vợ đâu cả. Thôi. Sáng giờ tôi cũng giấy đừng có vụ gì. Có chết rồi, chết mình giấy. Mình giấy thứ gì chứ sao vậy? Giấy hình xui ha. Ờ, hình xui. Là đi xe cứ mấy giờ rồi con? Đi được con. Một giờ gì đó. Chết rồi, giờ biết đâu. Không có xa đâu, thì rộng đây không à. Nó không có xa. Sẽ không kêu không? Có. Bây giờ nghe. Mới rồi chưa rồi. Trời. Mở ra hả? Này mình tay ngang rồi, đồ đó. Tao đi. Lên bờ đi, cho bà lên bờ đi. Chị ba, Tim ba,
kìm nó lên bờ đi. Đâu phải. Kìm nó lên bờ đi. Leo đó. Kìm nó lên bờ đi. Đâu có đâu bự. Lên bờ đi. Lên bờ đi. Lên bờ đi. Không biết sao không? Nó bị điện giật mà.